Xin chào quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt ở trên Ba Vì để mua chiếc xe Mitsubishi Altra sản xuất năm 2022 này nhé. Thì thủ tục thì chúng tôi cũng đã làm qua rồi. Và bây giờ thì chủ xe đang dọn đồ thôi bạn ạ. Đấy, đây là bạn chủ xe nhé. Bạn chủ xe rất là xinh và chiếc xe thì rất là đẹp đấy các bạn xem này. Mới lăn bánh đúng 10.000 km thôi bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Đấy, mà đăng ký tháng 12 năm 2022. Nhưng chiếc xe này mới lăn bánh có 10.000 km thôi vì các bạn nhá. Tất cả còn đẹp và đồng hồ này là chúng tôi cam kết là không tua đâu nhá. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Đấy, và chiếc xe này thì còn bảo hành tại hãng luôn vì các bạn ạ. Chị bạn chủ xe này cũng rất là cẩn thận này. Chiếc xe thì đi ít và giữ gìn, gần như là không có bị xước sát đâm va gì đâu. Sơn zin nguyên bản của xe là còn rất là nhiều các bạn nhá. Cơ bản là gần như là còn zin cả xe đây này. Màu đỏ thì rất là đẹp luôn bạn nhá. Tôi quay một vòng quanh xe để cho quý bạn thấy được là chiếc xe này là còn zin nhá. Chúng tôi vừa mới mua xong, bạn chủ xe còn đang dọn đồ đấy ạ. Bạn chủ xe là một bạn nữ rất là xinh đẹp các bạn nhá. Đây, tôi quay xung quanh xe để các bạn thấy được là chiếc xe không có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu nhá. Và đặc biệt là chủ xe toàn bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Đấy, tại Mitsubishi Trung Thượng luôn. Rất là đẹp luôn các bạn nhá. Chiếc xe không có bị lỗi gì cả và còn bảo hành tại hãng. Tất cả là đều gần như mới luôn bạn ạ. Một chiếc xe Mitsubishi Altra sản xuất năm 2022 phiên bản số tự động quý bạn nhá. Màu đỏ này, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Chiếc xe này là tôi mua trên Ba Vì quý bạn nhá. Đấy, tất cả còn nguyên zin này. Dàn lốp còn nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhá. Đấy, dàn lốp theo xe còn nguyên zin, lốp sơ cua cũng mới tinh chưa hạ luôn quý vị các bạn nhá. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây, cái lốp xe đây các bạn xem này. Cái dàn lốp còn mới tinh và còn dày như này đây, mới có 10.000 km thôi. Và đây, lết lốp là 2022 các bạn nhá. Xe được sản xuất năm 2022 và đết lốp cũng là 2022 luôn quý vị các bạn nhé. Phải nói là rất là đẹp cho nên là tôi quay tại nhà chủ xe luôn để cho quý vị các bạn thấy được là tình trạng của chiếc xe này nó như thế nào các bạn nhé. Quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử các bạn nhé. Đấy thì chiếc xe rất là mới, bạn chủ xe cũng đã nhận đủ tiền và ký giấy tờ mua bán rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.